Ok, chào 500 anh em, rất vui lại gặp được anh em qua cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con game mà ở nước bạn nha anh em, không phải ở nước mình đâu nhưng mà vẫn chơi được ở nước mình. Thì đây là một cái con game có tên là Mu là Monad. Ở con game này anh em không có tải trực tiếp ở trên CH Play được. Anh em nào muốn tải, muốn trải nghiệm á thì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tải tất tăng tật làm sao để trải nghiệm được con game Mu này. Thì đây là một thể loại game Mu là Origin, nhưng mà phiên bản này nó đã nâng cấp tuyệt vời lên một cái phiên bản chuẩn của PC, không có cái gì đó của Origin hết, chỉ là có được cái hồn của Origin thôi anh em à. Nhưng mà được một cái là nó chơi rất là hoài niệm nè. Kỹ năng á thì nó là cực kỳ sắc nét, nhân vật á thì cực là đẹp luôn. Còn skill á thì nó sẽ cho chúng ta hình hài như gì đây. Và con game này thì nó cho chúng ta là 4 class, một cái con đách quay, một con đách kin, con cung nữ và con MG. Thì hiện tại cái con MG của mình có được một số đồ ở trong đây. Hiện tại thì mình lụm cũng là khá đồ nha anh em. Cái gậy này thì nó chỉ có những dòng lõm thôi. Hiện tại đây là cái kho đồ của mình là đã farm lên được 60 level nha anh em. Ở đây nó sẽ có những cái loại đồng tiền tệ. Ở đây là một cái đồng gen mà mình farm đi. Ở đây là có viên kim cương, còn gọi là cái tiền tệ đó mà mình mua trên shop. Và ở đây cũng có một cái tiền tệ phá, trên đây là tiền tệ không phá. Tiền tệ phá thì mình sẽ làm nhiệm vụ mình nhận được, tiền tệ không phá thì game nào cũng vậy, các anh em phải nạp vô, không nạp là không nhận được đâu. Cái con game này thì anh em đi làm nhiệm vụ nó cũng y chang cái phiên bản chính thống của cái con game là Origin, nhưng mà được một cái nó đã cải cách lại hoàn toàn hết. Anh em chơi nhìn vô nó sắc nét, nó rõ ràng, nó không phải như cái con game Origin nữa. Bản này á là cho chúng ta là hai phiên bản, một cái phiên bản đó là ngôn ngữ tiếng Anh và một cái phiên bản đó là tàu. Hiện tại là mình đang chỉnh qua phiên bản của ngôn ngữ tiếng Anh nha. Và ở trong đây mình sẽ vào cho anh em xem một chút xíu. Nếu anh em muốn mà xem được cái thông tin nhiệm vụ của mình thì anh em bấm ra, còn không thì các anh em có thể là bấm vào một cái dấu tích để mà mình ẩn vô. Và ở đây là mình đã làm nhiệm vụ 60 thành công. Và bên đây cũng vậy, bên đây nó cho chúng ta những cái sự kiện bên đây. Vì nó không khác chút xíu nào của cái con game Origin, nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa, đây là nó đã làm lại hoàn toàn chuẩn của game Mu PC. Cấu hình và giao diện của nó là hoàn toàn chuẩn theo PC 100%, mình đã test rồi, test hồi đêm hôm qua tới đêm hôm nay. Và nói tới đây thì cũng cảm ơn một anh Bergo, anh đã chia sẻ gợi ý cho mình có một cái con game mới nhưng mà phiên bản nước ngoài, xem test được không Tuấn ơi, rồi review giới thiệu cho anh em. Thì hôm nay mình đã vào trong đây dọn dẹp, mình test là tầm một đêm hôm qua và hôm nay mình quyết định mình lên sóng để cho anh em biết luôn. Thì vào trong đây mình sẽ review một số thông tin cơ bản, anh em bấm vào trong đây. Ở đây thì nó có là mình gia cường để mà mình đập anh em từ cộng 1 cho tới cộng 15, cộng được nhiêu thì cộng nha. Ở đây set đồ của mình là có một cái mũ, một cái áo nhân sư, một cái tai. Một cái tay này là tay chánh thống của cái con MG, cái quần chánh thống của MG còn gọi là quần lôi phong đó anh em à. Những cái này là anh em có thể là đi săn boss ra và có thể là làm nhiệm vụ nó sẽ tặng nha, không nhất thiết là phải đầu tư cái gì hết. Ở đây nó sẽ có nhiệm vụ ở đây. Nhiệm vụ đây anh em có thể là đi săn boss chỗ này, bên đây là đi săn boss. Và tiếp tục cái thứ hai thì anh em vào trong đây, đó là cộng điểm của mình. Ở trong đây thì nó sẽ cho mình tẩy một lần free, còn những lần sau là anh em không có tẩy free được. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một lần là free, có một cái dấu là vòng tròn quanh lại, các anh em có thể là tẩy điểm. Còn cộng điểm thì nó cũng y chang những phiên bản khác thôi. Mình muốn cộng vô mana nè, HP nè, Andri nè, BTG. Và phiên bản này Magic thì nó sẽ có hai bản, một bản là Andri và NE, một bản đó là STG và Andri. Mình sẽ vào cho anh em xem là hai bản đó sẽ như thế nào. Bấm vào trong cái túi nha. Vào trong cái túi á thì ở đây các anh em thấy nè, mũi tên màu vàng là của là STG. Đây, mũi tên màu vàng STG và mũi tên màu xanh thì nó sẽ là mắt Andri. Andri nó sẽ đi theo hướng là NE, phải cần có NE cao mới đi bên hướng Andri được nha. Thì ở đây là nó sẽ có hai loại cho anh em. Và hiện tại là mình có cái giò nè, cái giò này là giò của STG, còn cái quần này, còn cái quần này là quần của Andri. Nhưng mà quần Andri này mình có cái này nó ngon hơn. Đây MB và khoảng 5%. Bên đây là mình cũng có cái gậy, cái gậy này thì nó cũng tặng theo 5 tháng. Rồi mình ép lên làm nhiệm vụ là level tấn công 20 và super là 7. Tiếp theo là mình sẽ đi vào số thông tin cơ bản nữa. Anh em bấm vào chữ skill. Skill ở đây các anh em thấy nó sẽ skill nó có lung tung hết. Làm sao để anh em gán được cái skill thì các anh em bấm vào cây búa với cây cờ lê. Cây búa, cây cờ lê thì nó sẽ cho chúng ta ra những cái bảng. Anh em muốn thích đổi cái vị trí nào cũng được hết. Như ví dụ là mình đã có vị trí bên đây, anh em bấm đúp vào trong đây
Khi mà nó sáng bên đây thì các anh em thả cái anh này vô là nó sẽ vô nha. Mình sẽ thả vô hết cho anh em xem. Còn không á thì các anh em cứ bấm bỏ là bình thường. Các anh em cứ bấm quay bỏ là bình thường nha anh em. Còn các anh em muốn cho đẹp nữa đây. Ở đây là mình nó đã chữ là reset nè. Các anh em bấm bỏ nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho con này vô. Thứ hai là các anh em cho một cái skill này. Mình sẽ cho quẩy rồng vô trong đây. Tiếp theo mình sẽ cho là lốc tố và có một cái skill cực kỳ kỳ phả. Skill này là phải nhất nha. Skill là mắt teo. Skill mắt teo này là phải nhất. Trên đây thì mình sẽ bỏ một cái sấm sét vào trong đây. Các anh em thích vị trí nào thì cứ bỏ vị trí nấy bình thường nha. Và đây là cái túi đồ chung của chúng ta nha. Rồi bấm ra. Dưới đây là một cái phần cài đặt, một cái setting cho anh em. Ở trên đây cái dòng này là dòng hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng nhạc và cái volume. Cái volume cho nó to, hiệu ứng cho nó to các kiểu. Và ở trong đây nó sẽ có một cái là khóa màn hình. Khóa màn hình với tương ứng với là các anh em treo offline đó nè. Thì nó thay thế gì nó không tắt hẳn màn hình của anh em, nhưng mà nó ở chế độ khóa là màn hình của mình nó sẽ tối lại và mình không có sử dụng gì ở trên cái màn hình được luôn. Mình không có bấm di chuyển, bấm gì hết. Anh em muốn bắt buộc dùng lại thì anh em phải là thoát ra, thoát hẳn game ra, các anh em vào lại là các anh em bấm vào cái chữ là send lock này này. Thì anh em muốn ở trong game hay là muốn ra ngoài thì các anh em bấm vô cái chữ này, cái chữ là quit game nè. Rồi các anh em bấm ra nha. Và dưới đây ở trên là HP, chúng ta để cho 70 hoặc là 50, 60 gì đó hồi. Còn dưới đây là mana, nó cũng y chang như vậy luôn. Và tiếp theo cái phần mà có cái tay mà nó chụp thì anh em thừa biết là cái chỗ này là để mình tích để nhận đồ. Và tất cả bên đây các anh em là tích hết cho mình nha. Chỉ trừ một cái ô bên góc phải màn hình là nhặt item bình thường, item gác. Ở trên đầu là đá quý nè. Thứ hai là sách kỹ năng. Thứ ba là đồng vàng. Đồng vàng là những cái mà gen của mình vừa farm vừa lộng đấy. Kế tiếp đó là kim cương. Ở dưới là những cái vật liệu mà cần thiết cho cái con nhân vật của mình. Những cái nào cần thiết nó sẽ tích vô. Ở dưới đây là những cái mà bonus bắt buộc của cái mu con. Như cái mu con đó một lát nữa mình sẽ review thêm. Và ở đây là một cái trang bị thần thoại. Trang bị thần thoại nó đổi thêm cái chữ thoại nên các anh em hiểu nhầm. Đó là cái trang bị thần nha anh em. Ở trên đây cái mục này là cái trang bị đặc biệt của con nhân vật nè. Và trên đây là một cái trang bị hiếm. Ở đây là một cái phần lụm, các anh em cứ tích bỏ cái ô này cho mình. Còn bao nhiêu là các anh em chừa lại cái ô xanh hết. Còn đây thì các anh em tích bỏ nha. Tiếp theo anh em qua phần trưng bày. Trưng bày là gì các anh em cứ hiểu nôm na. Ở trên đây là ẩn mô hình người chơi. Thì các anh em cứ việc bấm vào trong đây là nó sẽ ẩn mô hình người chơi. Muốn hiện bao nhiêu người hay là hiện của mình không hay là cái gì đó thì các anh em cứ thể là bấm vô. Thì ở đây là mình đổi là trình diễn, là đổi theo mặc định của nó hết. Cái dòng thứ hai là ẩn hiệu ứng đặc biệt kỹ năng của người chơi. Và nó cũng y chang những con game khác thôi. Cái dòng thứ ba thì nó là ẩn cánh người chơi. Mà hiện giờ mình chưa có cánh nha. Cái con game này á, thì nó ra cũng được là vài tháng anh em. 2 tháng 3 tháng gì rồi mà nó ở nước ngoài. Các anh em muốn tải hay là muốn tìm hiểu nó cũng rất là khó. Nó không có ở Việt Nam. Và cũng chưa có những anh em nào review nhiều. Người ta chỉ có up ở trên một cái group thôi. Thì mình đã có tham gia vào trong cái group. Thì anh em cũng giao bán đồ rất là nhiệt tình. Game này người ta chơi cũng khá là đông nha anh em. Kế tiếp là một cái dòng là giấu đi đôi cánh của tôi. Là cái dòng các anh em thấy là chữ win không? Chữ mi, chữ win, chữ mi là tôi, chữ win đó là cái cánh đó anh em à. Ẩn dấu chân người chơi. Thì là cái dấu chân của người chơi là các anh em chỉnh mát pin lên. Thì nó sẽ có một cái hiệu ứng của người chơi. Ẩn hiệu lệnh truy cập nè. Ẩn mô hình quái. Cái này các anh em thấy cái chữ mod không? Cái này là chữ monster, cái model nè. Monster model là mình ẩn cái mô hình quái đi. Khi mà mình tích vào trong đây nó sẽ ẩn cái mô hình quái. Các anh em thấy gì chưa? Là cho cái hiện tượng máy của mình nó ít lag nhất. Nhưng mà chơi như vậy á, các anh em trừ khi là treo nha. Còn nếu mà chơi hiện thực ngồi on máy á, thì các anh em đổi lên như gì? Đặng cho nó đẹp nhất có thể. Đấy, mình sẽ mở lên cho nó đẹp nhất có thể nha. Và cái dòng dưới đây là ẩn hiệu ứng kỹ năng của quái. Khi mà quái nó quánh ra nó cũng có kỹ năng nữa nha. Kỹ năng và hiệu ứng của nó thì chúng ta có thể là ẩn cái này để cho nó bớt lan đi một cái phần nào nữa. Nhưng mà cái hiệu ứng đó thì cái con boss nó sẽ có nhiều hơn những con quái nhỏ. Các anh em muốn mà cái máy của mình chạy mượt nhất, chạy nhiều táp thì các anh em có thể là ẩn vô những cái mục này. Và ở đây á nó sẽ cho chất lượng hình ảnh của anh em từ một cái thấp, một cái trung bình và một cái cao. Thì đây mình sẽ bấm vô một cái thấp cho anh em xem. Cái thấp là các anh em thấy là cái hiện tượng của mình nó sẽ nhà và tối đi. Và tới một cái trung bình, tới cái trung bình á thì nó sẽ như gì đây. Trung bình chúng ta cũng có thể là chỉnh mát lên được nha. Đấy, trung bình cũng chỉnh mát được. Khi mà máy của anh em đủ mạnh rồi, các anh em chỉnh lên cho mình là mát pin. Mát pin thì nó sẽ như gì đây. Còn nếu mà chỉnh thấp thì tất cả những hiệu ứng trên đây nó sẽ thay đổi. Chỉnh trung bình, hiệu ứng tất cả trên đây cũng thay đổi luôn. Và chỉnh mát pin thì tất cả hiệu ứng trên đây cũng thay đổi luôn. Nhưng mà những hiệu ứng trên đây mình có thể là chỉnh được hết nha. Và dưới đây nó cho chúng ta nè, ẩn tên người chơi khi mà chúng ta đi tổ đội hay là đi BT, đi hoạt động gì đó. Anh em khi mà vào trong đây chơi thì mình có thể là vào trong đây tìm hiểu từ từ những cái mục này. Nó cũng y chang những con game mu khác thôi. Lập trình của nó thì cũng là hao hao với nhau. Nhưng mà có một cái bất cập là nó ngôn ngữ của tiếng Anh và ngôn ngữ của Trung Quốc. Thì các anh em chỉnh qua tiếng Anh, đặng nhiều khi các anh em nó dễ xây sở hơn. Để mà các anh em đi mà Trung Hoa tạo khựa rồi thì các anh em coi như là lú luôn.
không biết được đâu. Ở đây nó sẽ có một cái mục Gmail, khi mà những có những cái thông tin hay là có những hộp thư gì thì nó sẽ trả trong Gmail của chúng ta. Hiện tại thì mình không có gì hết. Ở đây là nó sẽ có gửi, và mấy cái mục này á thì mình chưa có tìm hiểu tới nè. Như là mấy cái mục này nó sẽ cho chúng ta vào trong đây nhận cái này thì mình đã nhận rồi nha. Còn cái gậy này thì mình chưa có nhận nè. Mấy cái gậy này chắc mình làm nhiệm vụ hoặc là mình nạp nó mới có nha anh em. Thì nó gói ghém chỉ có bao nhiêu thôi. Gửi thì mình cũng chưa vào. Mình sẽ nhận nốt cái nhiệm vụ này cho anh em xem. Đây, mình nhận nốt nhiệm vụ này sẽ có lên cũng rất là nhiều. Rồi mình sẽ đi một cái nhiệm vụ này qua map Atlant 600. Thì nếu mà các anh em đủ khỏe rồi thì có thể đi qua bển. Còn nếu mà chưa đủ khỏe thì các anh em có thể là treo ở đây để làm nhiệm vụ. Nó cũng có là săn boss bình thường nha anh em. Ở đây nó sẽ có một cái map để các anh em di chuyển, cái map lớn của nó. Những con boss thì nó sẽ nằm ở đây. Boss thì nó sẽ hình cái đầu nó to nha anh em. Còn quái á, sẽ những cái chấm nhỏ như vậy. Rất là dễ chơi anh em ạ. Và ở đây thì có chỉnh bự nè, có chỉnh nhỏ tùy ý. Mình về đây mình sẽ chế tạo một cái vé cho anh em xem. Cái vé này là một cái bức thư của quỷ, là một cái review. Ở đây là mình sẽ kết hợp một thành công theo có cái gì nữa không. Ở đây là có một cái ba quyển sách, thì mình sẽ nâng cấp ba quyển sách này lên một cái quyển sách VIP xem nó sẽ như thế nào. Ở đây là mình đã có làm nhiệm vụ này thành công rồi, mình sẽ nhận đồ nha anh em. Bước vào trong quảng trường quỷ thì anh em chúng ta sẽ farm cái lượng ad cho nó to nhất có thể. Còn trong đây thì cứ việc bật cái tự động lên cho nó xây, cái bánh răng cưa là auto tự động. Và trên đây mà mình đã nhận thêm một cái tiền tệ trên đây, một cái hoa tai này anh em làm nhiệm vụ trong đây nha. Tới làm nhiệm vụ cấp 3 là anh em sẽ được nhận một cái dây chuyền. Nhiệm vụ cấp 4 là anh em sẽ nhận được một cái hoa tai tiếp. Và ở đây là nó sẽ cho chúng ta những cái đồng tiền tệ, đó là mu con. Ui rồi ôi, quái nó ra kìa. Nếu mà anh em đi ở đây á thì thôi, mịt trời hết anh em à. Cái lượng S của anh em lên khá là nhiều nha. Các anh em thấy S không? S lên khá là nhiều. Các anh em thấy quái trên bản đồ nè, sạch con quái trên bản đồ hết. Các anh em muốn hòa bình hay muốn BK thì các anh em bấm vào trong đây nha. Ở đây mình được 49 điểm. Từ từ hãy cộng điểm nha. Tại vì mà mình chưa nhận được những cái đồ cấp cao nên mình sẽ chừa lại xem là nó sẽ cộng, xem là nó sẽ cộng vào đâu. Tại vì mình đã tẩy là hết một lần miễn phí rồi, lần sau mình tẩy là mình không có miễn phí được nữa đâu, nên mình sẽ chừa đó. Ở cái mục mana ở đây là chúng ta có thể là BK. Cái dòng đầu tiên là chúng ta có thể là hòa bình, thứ hai là chúng ta có thể là BK đội, thứ ba là chúng ta có thể là hội hiệp, là BK hội luôn, cuối cùng đó là BK LL nha. Ở đây cái mục BK là nó sẽ nằm ở đây. Còn cái mục chat là anh em bấm vào trong hai cái khung chạy bên đây, bấm trong đây nó sẽ ra mục chat của anh em nè. Ở đây là chữ vo, chữ vo là cái anh em, các anh em chat thế giới nha, thế giới người ta sẽ chat đây. Ở đây là có chat vui nè, chat tem nè, rồi ở đây là cho chúng ta chat những người đi đi chung và chất tem. Rồi dưới đây là cái chất gì anh em à. Bấm ra cái game này làm cái gì. Game này nó sẽ có một cái tổ đội anh em vào trong đây để mà mình đàm thoại được nha. Đấy, ở đây là cái con mắt nè. Ở đây là USE là vào trong đây nhận sự kiện Rip Code. Và ở đây mình vào trong đây là mình có thể là hội thoại với nhau được. Thì các anh em vào trong Facebook này ha, vào trong đây các anh em có thể là làm nhiệm vụ để nhận cho mình những cái mà mua con nha. Làm trong đây có ba cái, một cái là chia sẻ con game, một cái là tham gia vào cái group, một cái là tham gia vào cái trang web. Thì ở đây mình sẽ có một cái gì trên đây đây. Chưa có nhận được à. Đây đây đây, nhận được hai gương rồi anh em à. Nhận hai gương kết hợp vé luôn. Quá im anh em à. Kìa, quá sướng nha. Chừng nữa nó đầy cái cây này xem là nó sẽ có những gì. BS rồi, các anh em có thể là mua nha. BS mua được bình thường hết. Vô trong phần Evan nha, Evan thì chưa có gì nha. Được 56 điểm nha anh em. Cứ việc để đây đi. Có điểm thì để, còn không có thì thôi. Các anh em thấy mà nó vướng quá thì các anh em bấm cho nó vô. Y chang cái này, vướng thì bấm vô cho mình. Vào trong một cái kho đồ của mình. Ở bên đây là chúng ta có thể là bài bán cái cửa hàng của mình. Nè, bài bán cửa hàng của mình. Hôm nãy là mình mới mở gương, ra thêm à. Nó ra một cái món này đâu phải món S đâu. Mà sao đi lượm mấy món này, món này mấy món S nè. Món S là một cái là phản đam với một cái bonus thêm. Ở đây là mình có một cái chân thần đây. Các anh em nhìn vô một cái chân thần nha. Đây một cái chân thần của nó đây. S sẽ là đồ này là đồ thần nha anh em. Nó sẽ có kích cho chúng ta những cái dòng ảnh nè. Khi mà chúng ta mặc full set thì nó sẽ kích cho chúng ta dòng ảnh. Cái này là NB. NB các anh em thấy NB này là của cái con đất quay nha. Ở đây là 05. Thì khi mà mình dùng đủ 5 món thì nó sẽ kích lên. Ở đây là mình đã dùng được. Đây là cái đồng tiền tệ mua con nè. Mình sẽ bán cho anh em xem. Ví dụ mình sẽ bán cái này. Anh em bấm vào trong đây nha. Cái này là mình dùng nè. Chữ bên đây là mình dùng. Còn chữ bên đây đó là mình bán. Mình sẽ tích vô những cái món đồ nào mà mình sẽ bán cho anh em xem. Ví dụ mình sẽ tích vô món S này. Đồng tiền tệ là mua con. Và nếu mà các anh em muốn bán ALL á thì các anh em tích hết vào trong đây. Nhưng mà chưa được nha. Nhiều khi nó bán những cái món đồ nào của mình thì các anh em lại uổng lắm. Các anh em cứ tích cho mình. Bỏ hết đi. Các anh em đừng có tích như vậy, mà các anh em hãy chọn vô mặc định những cái món đồ nào mà mình muốn bán như vậy đây. Mình chơi chậm rãi thông thả thôi anh em, đừng có mà cuốn quá. Cứ như vậy nè, đấy, vô. Nếu mà những cái món nào món S thì nó sẽ lên cho mình cái đồng tiền tệ là mua con. Còn những món đồ thường thì nó sẽ lên cho mình là giá, nó rất là dễ. Mình sẽ tích vô. Cái tay nào mình không dùng thì mình có thể là tích bỏ. Và như vậy là anh em có thể bán nè. Nên nếu mà mình bán những cái trang bị này
Mình bán luôn cái giò gồng đỏ này đi, thì nó sẽ cho chúng ta được 97 một con, thì chúng ta bán đây. Hoàn thành thấy không? Được gen nè, được 9.100 gen và 97 một con. Chúng ta ra. Còn các anh em muốn cho nó chắc ăn nhất là món đồ của nào mình dùng, món đồ nào mình không dùng thì các anh em có thể là nhấp vô từ món. Đây, như món này. Anh em có thể là bán món này cũng được nè. Như cái tai này các anh em có thể là bán cũng được nè. S thì nó sẽ đổi chữ S, còn không S nó sẽ đổi không S nha. Nó rất là dễ hiểu nha anh em. Ở đây là mình có một cái tai rồi, thì vô mình sẽ bán hai cái tai này luôn. Cái tai này HB không không dùng. Cái tai này mình cũng không dùng luôn. Cái chân này nếu mà các anh em đi bên chiến thì các anh em có thể là cộng bên cái STG này. Thì như vậy mình sẽ bán cái quần và ba cái tai này, trừ cái chân này lại. Còn cái quần này thì của Rách Quai ma thuật, một cái quần của Rách Quai thì mình sẽ vào trong đây mình sẽ bán nốt luôn. Đây nó sẽ có những cái chân lõm đây. Tại sao mà nó lại nhặt mấy cái món đồ này nhỉ? Anh em nào muốn tăng level thì các anh em có thể là vào trong là quảng trường quỷ nha. Quảng trường quỷ cho chúng ta quái nó sẽ full level, anh em tăng rất là nhiều. Vào trong đây cái mục đầu tiên là cái mục shop nè, thứ hai là cái kho. Cái kho thì anh em có thể là bỏ vào trong kho, mình có thể là mình tele về NPC ở kho mà mình bỏ đồ vô trong kho nha. Cái thứ hai là cái tái chế nè, anh em bấm vào trong đây là cái mục, đây là cái mục để cho các anh em là phân gửi ra. Và cái mục này là mục quản lý để mình sắp xếp cái gương đồ của mình lại nha. Hiện tại thì mình bán đồng con phá của mình đang rất là nhiều. Chao thì mình còn hai chao nè. Ở đây có một cái tai S của con này, chỉ là có MB thôi, không có gì nhiều nha. Đây là một cái vé hồi sinh ngay tại chỗ của mình, là mình được hai vé. Đây là một cái quyển quả cầu lửa cấp 2, thì mình sẽ học cái quyển quả cầu lửa cấp 2 này đặng cho cái đàm của nó to lên tí. Hiện tại mình đã đi xong một cái là quảng trường quỷ nha. Và đây là một những cái con dấu để mà mình dịch chuyển ngẫu nhiên trên một cái bản đồ, thì mình được 77 điểm nha anh em. Tổng level của mình lên được là 5 level, hôm nãy là 60 level, bây giờ của mình lên được là 5 level nữa. Cái lượng S của mình lên cũng khá là nhiều nữa nha anh em. Mình sẽ lên Atlan cho anh em xem. Atlan nó sẽ báo cho mình là một cái Atlan 1. Và đây là giao diện trò chơi của nó nha. Trò chơi là MU nè, Monarch nè. Hiện tại mình đang chơi ở MUX19 nha. Mình sẽ vào trong đây cho anh em xem. Nó cho chúng ta tạo những con nhân vật. Các anh em bấm vào đây là để tạo nhân vật nha. Còn con nhân vật của mình thì đã có rồi đây. Mình sẽ vào trong game. Nó rất là dễ tạo nè. Nó cũng y chang mấy con game khác thôi. Mấy cái bước đó thì mình cũng không cần phải review hướng dẫn. Mà vào trong đây để mà mình chia sẻ cho các anh em là những cái cơ bản. Thông tin nó cơ bản thì nó sẽ giúp được cho anh em một cái phần nào đó. Còn để mà các anh em mới đầu vào chưa có những cái gì thông tin cơ bản hết thì các anh em rất là bỡ ngỡ. Thì hiện tại là mình đang nhận đây. Đang nhận thêm được hai món đồ nữa. Các anh em không dùng thì các anh em có thể là treo bán, chứ nữa mình sẽ sàng lọc lại những cái món đồ nào dùng, món đồ nào không dùng thì mình sẽ treo bán cho anh em xem. Mình còn một cái chân thần, đây là một cái tai. Trong Gmail của mình thì mình đã nhận được vật phẩm, các anh em thấy không? Được 100 nữa đây, 100 điểm nữa nha. Đây là số điểm cần phải cộng để các anh em đi mặc đồ. Hiện tại thì nó bắt mình đi qua bên đây đi làm nhiệm vụ ta ở Atlan, thì mình sẽ qua Atlan 1 cho anh em xem. Mỗi một cái map để mà mình đi lên thì tương ứng quái nó sẽ trâu hơn một chút xíu. Nếu mà các anh em muốn dậm chân ở tại chỗ thì các anh em có thể là xuống map nhỏ các anh em farm để mà mình luyện cấp level cho cao lên, mình cộng vô thủ vô đam cho nó to ra chút xíu nữa thì anh em nó sẽ vững chắc khi mà mình bước qua một cái map lớn nha. Hiện tại có nhiệm vụ gì thì các anh em cứ nhận nhiệm vụ đấy. Bây giờ nó bắt mình làm nhiệm vụ là phải level 100 thì các anh em có thể là farm hoặc là các anh em có thể là đi săn boss cũng được. Để mình vào trong một cái bảng skill hôm nãy thì nó cho mình một cái skill level 2. Thì các anh em bấm vào trong đây thì ở đây nó sẽ tích hợp. Các anh em muốn sử dụng một skill cũng vẫn được. Các anh em như ví dụ các anh em muốn sử dụng skill là quẩy gồng không thì các anh em bấm tích bỏ mấy cái này hết. Còn các anh em muốn sử dụng cho nó nhiều thì các anh em có thể ra đây thì sử dụng hai cái này thôi là nó cũng đã tuyệt vời. Mình sẽ nói luôn, nếu mà cái skill nào đam to nhất nó sẽ ưu tiên nó quánh cái skill đó. Ví dụ các anh em săn boss thì nó sẽ tự động ADD cái skill là thiên thạch này. Còn nếu mà các anh em farm diện rộng thì nó sẽ ưu tiên cái skill là quẩy gồng. Mình sẽ test cho anh xem luôn nha. Mình sẽ đi săn boss đây. Hiện tại boss ở bên Atlan này chắc nó sẽ trâu. Nếu ở map nhỏ thì hoặc may là chúng ta có thể là farm nó dễ. Còn lên mà map to như vậy thì quả nó sẽ trâu. Quả cầu lửa level 2 của mình đâu nhờ? Ở đây có sấm sét 2. Quả cầu lửa 2 nó nằm ở đây, level 2 nó nằm ở đây. Nâng cấp skill là nâng cấp ở đây. Khi chúng ta ghép lên quả cầu lửa 2. Quả cầu lửa 2 này nó cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm lắm. Nó chỉ có là cái quả cầu này thôi. Quả cầu này nó mới to được. Còn quả cầu level 2 này còn không ngon. Và cái giật xét level 2 này thì cũng tạm được thôi, chứ nó cũng không gọi là ngon lắm. Đấy, các anh em thấy không? Khi mà ở boss là nó sẽ sử dụng skill mạnh nhất. Còn mình sẽ đi farm một cái bãi quái nào đó cho anh em xem. Mình lên đây mình xem một cái bãi quái nào. Mình sẽ đi lại đây. Đây, kế bên đây. Các anh em thấy lợi hại chưa? Nếu mà ở chế độ nhiều quái thì nó sẽ quẩy gồng cho mình. Còn boss thì nó sẽ ưu tiên cái skill nào mạnh nhất thì nó sẽ farm cho chúng ta. Cái đồng mua con nó gớt ra luôn kìa anh em à.
thì mình sẽ được 2 đồng mua con. Vì farm quá nó sẽ gây đồng mua con. Mua con á thì chúng ta có thể là lên shop chúng ta mua. Ở đây khi mà mình bị hạ rồi, nó hỏi là hồi sinh tại chỗ hay là dời thành hồi sinh. Nếu mà mình hồi sinh tại chỗ á thì mình sẽ mắc một vé. Cái này chỉ sử dụng để đi PK thôi. Còn hôm mà để đi farm quái thì anh em có thể là về thành. Hiện tại thì cái điểm của mình nó cũng chưa có quá cao, nên mà lên cái map Atlant này thì sẽ không có chống chịu nổi nha. Thì như vậy mình sẽ về cái map thấp, như là cái map là lót 7 mình farm, để cho một cái lượng của mình nó lên tốt nhất có thể. Và hãy bò lên đây nha anh em. Và con game này á, thì nó cũng có một số thông tin cơ bản vậy thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều. Nhưng có một cái là nó được, một cái là nó lạ, như nó đọc vì phiên bản Origin mà nó đã làm lại 100% của phiên bản PC luôn. Thì anh em có thể là vào trong đây để trải nghiệm xem là cái con game này nó sẽ như thế nào nha anh em. Khi mà trải nghiệm xong thì quay lại đây để cho mình một like nè, một chia sẻ nè, rồi một đăng ký kênh, và đặc biệt là nói con game này hay hay là dở nha. Những anh em nào biết tải rồi thì anh em có thể là tải để về chơi, còn những anh em nào chưa biết tải thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tải, hoặc là mình sẽ ra một cái clip chi tiết để tải cho anh em. Luyện cấp thì anh em đi về đây luyện cấp cho nó nhàn chút xíu nha anh em. Về lót 7 này anh em luyện cấp di chuyển thì mình thấy là khá mượt. Cái nào ở đây cái nem quẩy, vì cái con MG khi mà đứng gần mấy con khác quẩy á, thì nó sẽ ăn đam tốt hơn. Tại vì trước mắt là cái đam phép của mình sẽ to hơn những cái đam chiến. Những con Dakin này ở đây chung với mình thì nó không có gì để nào mà nó hưởng đâu anh em à. S của mình thì nó sẽ lên khá là tốt hơn mà là mấy con kia. Anh em mình có thể bấm bỏ vô mấy cái mục này hết để cho màn hình của mình chống nhất có thể nha. Khi ở đây các anh em muốn mua cho mình là những cái bình tăng S thì đặc biệt các anh em là phải có nạp. Ở đây chúng ta nạp nè, như ví dụ bấm vào trong đây thì phải 80 cái kim cương. Thì bấm vào trong đây cái nữa thì nó hỏi chúng ta có chịu nạp hay không. Nó sẽ đưa cho chúng ta tới một cái mục nạp. Mục nạp ở đây là cũng vậy, 7,99 đô nè. Ở đây là 14,99 đô. Thì nó khá là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là để tiếp cận một con game á, thì các anh em cứ việc là vào trong đây để mà mình trải nghiệm trước đi. Khoan hãy tính cái chuyện nạp anh em à. Ở đây cũng có luôn nha, cái đồng mua con nè. Mua con này khi mà chúng ta nạp vô 0,99 đô á, thì chúng ta sẽ được một cái gậy cộng 7 nè. Rồi được những cái quyền lợi của mua con. Cái này là cái là mua con VIP nha. Bên đây là sẽ được cho cái đồng con của chúng ta nè, Mira con nè. Thì chúng ta được tới 60 kim cương là anh em ạ. À. Bên này không biết còn cái gì nữa không. Bên này như vậy là không còn. Cái đó là một cái rip code để chúng ta mua đầu tư đó anh em ạ. À. Quái nó ít á thì nó sẽ farm những skill mạnh, còn quái mà nó nhiều quá. Bên này nó BK mình à. Ok, và một cái clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Thật sự quan tâm thì chừng nữa mình sẽ ra một cái clip hướng dẫn anh em tải, hướng dẫn anh em cài đặt, để các anh em có thể là trải nghiệm một cái con game này nó sẽ như thế nào. Mình thấy là nó rất là ổn, rất là ok.